Nông dân Dương Vi xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Dương Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về cái vụ ca sĩ Nguyễn Tín. Trước khi vào chia sẻ, Dương Vi muốn cảm ơn đến một người có tên là Vi Văn Thăng, có trang blog Che Làng. Vụ ca sĩ Nguyễn Tín bị kiểm tra và phát hành. Vụ ca sĩ Nguyễn Tín bị kiểm tra và phạt hành vi về vi phạm hành chính biểu diễn không phép. Dư luận đang chú ý tới trường hợp của một thằng phản động có tên Nguyễn Tín cùng đám phản động Đoan Trang, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Đại, Phan Tiểu Mây, Nguyễn Tiến Trung, Trịnh Văn Toàn, Nguyễn Thị Loan, Trần Văn Bằng, Võ Hồng Ly, Dương Thị Tân, Huỳnh Thanh Phát, Nguyễn Lân Thắng, vân vân. Với sự hà hơi tiếp sức của đám BBC tiếng Việt RFA lưu loa trên mạng xã hội rằng chúng bị công an bắt và đánh đập. Thậm chí sáng nay tổ chức phòng phò phạch có tên ân xá quốc tế còn ra thông cáo yêu cầu chính phủ Việt Nam phải tiến hành điều tra những cáo buộc rằng công an đã hành hung những người tham dự đêm nhạc Sài Gòn kỷ niệm của ca sĩ Nguyễn Tín vào đêm ngày 15 tháng 8 ở thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, Dương Vi chào Bảo An. Lũ kiền kiền phương Tây chu chéo lên để vu cáo chính quyền rằng những người tham dự đêm nhạc hôm 15 tháng 8 cho đài Á Châu Tự Do khi biết đêm nhạc đang diễn ra tại quán cà phê Casanova ở phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, hàng chục công an mặc thường phục và đồng phục đã ập vào bắt ngừng chương trình, tấn công một số những nhà hoạt động tham dự đêm nhạc. Công an kiểm tra giấy tờ tùy thân của những người đến dự chương trình và đặc biệt chú ý đến nhà báo Phạm Đoan Trang, ca sĩ Nguyễn Tín và Facebooker Nguyễn Đại, người tham gia tổ chức đêm nhạc. Ba người này sau đó đã bị bắt về đồn, bị đánh đập, khiến cô Phạm Đoan Trang sau đó phải vào viện để điều trị. Ca sĩ Nguyễn Tín và anh Nguyễn Đại cho biết họ bị bắt và bịt mắt trước khi đưa về đồn công an và bị tra tấn. Họ sau đó cũng bị công an đạp ra khỏi xe ở giữa đường. Đấy là những lời vu cáo của chúng. Trên Facebook cá nhân của mình, Nguyễn Tín nói: "Tôi vẫn hát thêm 1-2 bài nữa, đến 9:30 phút thì dừng chương trình." Lúc đó một nhóm rất đông gồm an ninh, bảo vệ, dân phòng, cả thường phục và sắp phục tập trung rất đông ở bên ngoài ngăn đường không cho chúng tôi đi. Họ xử phạt tôi không có giấy phép biểu diễn, không xin phép tác quyền hát những ca khúc chưa được lưu hành. Trong lúc tôi ở trong quán làm việc với họ thì nhìn thấy nhiều người bị đánh rất tàn nhẫn. Họ đánh tôi một tiếng đồng hồ như vậy, đưa ra xe ô tô 7 chỗ trong khi tay tôi vẫn bị trói. Xin thưa với các bạn, nếu mà bị đánh trong vòng một tiếng đồng hồ thì chắc chắn không chết thì cũng phải thân bại danh liệt. Sự thật ở đây là gì? Đó là câu hỏi. Ngày 15 tháng 8 năm 2018, Tín cùng Nguyễn Đăng Cao Đại tổ chức Level Shop Nguyễn Tín tại quán cà phê Casanova 61C Tú Xương, phường 7, quận 3 với trên 50 bộ mặt ba que bẩn tưởi như bị các lực lượng chức năng ngăn chặn vì vi phạm hành chính trên lĩnh vực văn hóa thông tin về hành vi biểu diễn nghệ thuật không có giấy phép. Lúc 20:40 phút ngày 15 tháng 8 năm 2018, Nguyễn Hữu Tín cùng một ổ cận bá ba que với cốt cán là Phạm Thị Đoan Trang và Nguyễn Đăng Cao Đại, Nguyễn Đại đứng ra tổ chức cái gọi là Level Shop Nguyễn Tín với chủ đề Sài Gòn kỷ niệm, nhưng thực chất là kiếm cơ hội
họp bàn về kế hoạch chống phá chính quyền, trong đó có kế hoạch lôi kéo dụ dỗ người dân tham gia biểu tình chống nhà nước vào dịp 30 tháng 4 và mùng 2 tháng 9, lũ bẩn cười gồm Nguyễn Đăng Cao Đại, Nguyễn Tiến Trung, Trịnh Văn Toàn, thành viên tổ chức phản động Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Nguyễn Thị Loan, thành viên tổ chức phản động Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết, Loan là vợ của Toàn, Trần Văn Bang thuộc tổ chức phản động Nô, Võ Hồng Ly, nhân viên lãnh sự quán Pháp, Dương Thị Tân, thành viên tổ chức phản động Hội Phụ Nữ Nhân Quyền là vợ của Nguyễn Văn Hải, Điếu Cày, Huỳnh Thanh Phát là tên cơ hội chính trị Nguyễn Lân Thắng, Phạm Thị Đoan Trang. Người đứng đầu của thành viên tổ chức Hội Phụ Nữ Nhân Quyền vừa rồi ở trong Đắk Lắk đã bị công an mời làm việc, nhưng vì con nhỏ đã thả ra rồi. Đấy, sau khi con lớn qua 36 tháng tuổi thì tòa án sẽ tiếp tục làm việc. Người đó là ai? Tất cả mọi người trên cộng đồng mạng đều biết. Đó là Huỳnh Thục Vy, người đứng đầu với tổ chức Hội Phụ Nữ Nhân Quyền. Vâng, Dương Vy chào tất cả mọi người. Tất nhiên, ai cũng biết không phải ngẫu nhiên mà 50 tên chống phá nhà nước chuyên nghiệp lại tự nhiên hay tình cờ có mặt ở đây. Chúng ta thừa biết chúng rúc vào đây để làm gì. Quá trình biểu diễn các đối tượng này lồng những bài hát không được cấp phép vào chương trình với lời giới thiệu ca ngợi thây ma Việt Nam Cộng Hòa và xỏ xiên chế độ hiện tại. Khoảng 21 giờ 00 phút, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính trên lĩnh vực văn hóa thông tin về hành vi biểu diễn nghệ thuật không có giấy phép và biểu diễn những ca khúc bị cấm theo điều điểm A khoản 4 điều 13 nghị định 158/2013 của Chính phủ đối với Nguyễn Hữu Tín. Thanh tra Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh hẹn 9 giờ 3 phút ngày 17 tháng 8/2018, Nguyễn Hữu Tín và Trần Công Phước, đại diện hộ kinh doanh quán cà phê Casanova, đến Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh để làm thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời giải tán số đối tượng đến tham dự. Qua quá trình các lực lượng chức năng kiểm tra đình chỉ hoạt động, các đối tượng này liên tục quay phim chụp ảnh với mục đích xuyên tạc, đồng thời la hét kêu gào chửi bới những người thi hành công vụ, đồng thời không chấp hành mệnh lệnh hành chính. Dù được giải thích rất rõ ràng nhưng một số đối tượng quá khích đã trực tiếp tấn công cản trở lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ, làm xáo trộn hiện trường, cố tình tiêu hủy tài liệu và gián đoạn quá trình lập biên bản của các cơ quan chức năng. Một số khác chui xuống gầm bàn, bò dọc theo chân tường để tẩu thoát, nhưng bị lực lượng dân phòng phát hiện và ngăn chặn. Riêng Phạm Thị Đoan Trang lợi dụng lúc lộn xộn đã tìm cách lẩn trốn qua ngách nhỏ, nhưng bất thành. Trang bị dân phòng tóm được sau khi giằng co quyết liệt và giở trò lao đầu vào tường để vu vạ lực lượng chức năng đánh người. Đấy. Mà Phạm Đoan Trang này, Phạm Thị Đoan Trang này, hôm nay được các Facebooker phản động ở hải ngoại cũng như đài phản động ở ngoại nói về ả rất nhiều, cũng nói như kiểu ả đang lô loa là vu vạ cho lực lượng chức năng công an đánh người, phải nhập viện như thế này thế kia. Đấy là cái hành vi mà ả vu vạ. Kết luận như vậy, buổi biểu diễn Nguyễn Tín cùng đám bao que bị kiểm tra hành chính chứ không hề có sự bắt bớ nào như lũ ba sọc mồm dọc mồm ngang đang rêu rao ở trên các trang mạng xã hội với các đài phản động.
Vậy ca sĩ Nguyễn Tín là ai? Sau đây đi vào cái danh sách trích ngang của ca sĩ Nguyễn Tín này tí. Sơ yếu lý lịch của hắn. Ca sĩ Nguyễn Tín tên thật là Nguyễn Hữu Tín, sinh ngày 2 tháng 7 năm 1990 tại Ô Môn, Cần Thơ. Chứng minh nhân dân số 36229620, trình độ học vấn lớp 12/12. Nguyễn Hữu Tín có hộ khẩu thường trú tại 109A/3 Lội Nguyễn A, KV3, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, nơi ở hiện nay tại địa chỉ 34/40 đường C1, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tín không có nghề nghiệp ổn định, khi thì hát phòng trà, khi thì bán hàng qua mạng xã hội và khi thì sống bằng tiền mà đám đoan trang và các tổ chức chống cộng ở hải ngoại gửi về tiếp tế. Được biết cha Nguyễn Hữu Tín là ông Nguyễn Hữu Y, sinh năm 1966, tài xế, ngụ tại 109A/3 KV3, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Mẹ của gá là bà Nguyễn Thị Bum, sinh năm 1967, làm nội trợ, ngụ tại địa chỉ trên ở Cần Thơ. Vợ của Tín là Nguyễn Thị Mới, sinh năm 1990, hiện định cư ở Mỹ. Từ nhỏ đến năm 2011, Tín sống với gia đình, đi học và phụ giúp gia đình tại 109A/3 KV3, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Năm 2012, Tín xin vào làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại Giang Anh, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, với vai trò buôn bán thuốc lá, thuốc lào và cung ứng lao động tạm thời. Năm 2014, Nguyễn Hữu Tín xin làm phụ quán cà phê Bambo, phường Cái Khê, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, nhưng sau một năm Tín bị đuổi việc vì tắt mắt. Từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 3 năm 2017, Tín thuê số nhà 509/6 khu vực Bình An, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ để ở và mở tiệm kinh doanh Internet. Từ tháng 4 năm 2017 đến nay, Tín chuyển lên ở tại 38/40 đường C1 CI, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Được biết Nguyễn Hữu Tín là cựu admin của trang Pan Gate phản động có tên Nhật ký yêu nước, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Nguyễn Hữu Tín thường xuyên chia sẻ bình luận một số bài viết trên tài khoản Facebook cá nhân phản ánh về tình hình ô nhiễm môi trường biển ở các tỉnh miền Trung, tham gia ký tên ở trên mạng thảm họa formosa.com để đề nghị đóng cửa vĩnh viễn Formosa. Đặc biệt, Tín thường xuyên mặc sắc phục lính Việt Nam Cộng Hòa livestream trên Facebook, phát trực tiếp và hát những bài hát ca ngợi chế độ tay sai bán nước Việt Nam Cộng Hòa Ba Sọc Ngụy và hát theo yêu cầu của số đối tượng cơ hội chính trị. Trên Facebook cá nhân còn ghi lại ngày 22 tháng 10 năm 2016, Tín hát bài Con Đường Việt Nam ủng hộ cái gọi là các cựu tù nhân lương tâm như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, vân vân. Các bài nhạc chế như Thương Người Miền Trung, Giá Xăng, Nỗi Buồn Của Trăng và một số bài hát do một số ca sĩ phản động như Kiều Tuấn, Tuấn Khanh, Trúc Hồ sáng tác như Biển Đông, bài hát Chưa Có Tên, Đêm Mưa, Đáp Lời Sông Núi, vân vân. Ngoài ra, Tín thường cùng Đinh Nhật Uy, ngụ ở bến Lức, Long An, hát
các bài hát về người lính Việt Nam Cộng Hòa gần đây nhất. Hôm 6/4/2017, Tín cùng Đinh Nhật Uy, Level Chim trên Facebook hát một số bài tưởng niệm một năm cá chết, với hàm ý đổ lỗi cho chính quyền rước giặc Tàu vào nhà gây thảm họa môi trường và kích động người dân xuống đường biểu tình lật đổ chế độ. Được biết, Nguyễn Hữu Tín và nhạc sĩ phản động Tuấn Khanh là một cặp đôi hoàn hảo, cả hai thường xuyên hát tại các phòng trà do Tuấn Khanh mời tại thành phố Hồ Chí Minh ở Vũng Tàu. Nguyễn Hữu Tín đã từng bị công an triệu tập nhiều lần để làm rõ hành vi kích động người dân biểu tình hồi tháng 2 năm 2018 vừa qua, nhưng y bất hợp tác, đồng thời phủi tay chối bỏ các hoạt động trên cũng như chối bỏ chủ sở hữu Facebook cá nhân của mình. Thực tế, Facebook của Nguyễn Hữu Tín là một trang phản động khá cực đoan. Không khó để thấy chủ nhân của nó là một tên phản động khá chuyên nghiệp, nhưng phải thừa nhận vải thưa không che được mắt thánh, sẽ có ngày tên Việt gian này bị trả giá trước pháp luật. Đấy là những cái thông tin về tên Nguyễn Hữu Tín cùng với cái đám phản động. Phạm Thị Đoan Trang này, đó là những cái thông tin mà do một người bạn của Dương Vi là Vi Văn Thăng, chủ trang blog Che Làng, cung cấp. Nhân đây, Dương Vi cũng kính mong cộng đồng mạng và mọi người nghe các đài phản động như BBC tiếng Việt, RFA, thì đừng có tin vào lời của bọn chúng, bởi vì bọn chúng đã dựng lên cái chương trình này. Bây giờ thì vu vạ cho cái chính quyền, công an đánh đập bọn chúng. Đặc biệt hơn, hôm nay Tân Thái cũng nhắc đến với cách nói là Phạm Thị Đoan Trang đã bị công an đánh gần chết, phải nhập viện. Cái đó là cái hình thức kích động mà vu khống, bịa đặt, xuyên tạc để gây xôn xao dư luận ở trong nước cũng như ở hải ngoại. Mà nhân đây Dương Vi cũng nói thêm về cái lịch thay đổi biểu tình của bọn chúng. Cách đây 2 hôm, Dương Vi cũng làm cái là Level Chim nói về việc bọn chúng thay đổi cái lịch biểu tình. Nhiều người ấy, với là một số chính quyền ở một số nơi, người ta cũng không hiểu vì sao bọn chúng kêu gọi biểu tình vào ngày 2 tháng 9, nhưng mà đột ngột trong cái thời gian này chúng lại kêu gọi biểu tình vào ngày 3 và 4. Lý do rất đơn giản thôi, thì cái đám phản động ở trong nước nó cũng bàn bạc với nhau, và nếu biểu tình vào ngày 2 tháng 9 lại rơi vào chủ nhật, đồng thời ngày 2 tháng 9 ấy lại ngày quốc khánh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng là ngày Tết độc lập của cả nước. Nếu mà biểu tình vào ngày đó, người dân ấy, đặc biệt là các tầng lớp nhân dân, người ta không ủng hộ, qua đó thì các tầng lớp trí thức người ta sẽ lên tiếng phản đối, sẽ ảnh hưởng đến cái phong trào đấu tranh của bọn chúng về lâu về dài, nên bọn chúng quyết định rời lại cái ngày xuống đường biểu tình vào mùng 3, tức thứ hai. Đấy, bởi vì thứ hai còn được nghỉ bù, và thứ tư ngày mùng 4 là ngày đó các cơ quan nhà nước và các công ty doanh nghiệp vẫn tiếp tục đi làm bình thường, mọi hoạt động diễn ra bình thường. Thì chúng mục đích xuống đường biểu tình để
gây cản trở giao thông này, phá hoại một số nơi mà bọn chúng cho là cần để làm cho nhân dân người ta tụ tập ở đó đông để gây ách tắc giao thông, và bọn chúng sẽ quay phim chụp ảnh để gửi ra các đài phản động ở hải ngoại, kêu gọi sự ủng hộ ở hải ngoại gửi tiền về cho bọn chúng. Mà ở trên Facebook này mọi người không lạ gì tên Biển Mặn. Biển Mặn gọi đó là cái điểm nhấn để làm cho cái chế độ Đảng Cộng sản này lung lay. Đấy. Mà trong cái việc bọn chúng tổ chức họp bàn này, chúng họp kín ở trên các gọi là Messenger, bọn chúng nhắn tin và gọi điện cho nhau họp bàn. Bọn chúng thành lập ra nhóm kín, trong đó có một số thành phần như cha Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam cũng tham gia vào việc bàn họp bàn này. Chính vì vậy ấy, mọi người không nên gọi là lơ là cảnh giác. Bọn chúng nói mùng 2 tháng 9 tức là chủ nhật đấy vẫn xuống đường đi chơi bình thường, tham gia vào những hoạt động vui chơi ở ngoài trời cùng với bà con nhân dân trong nước để chúng tiện theo dõi các lực lượng chức năng như công an với dân phòng, đồng thời chúng theo dõi một số trụ sở công quyền, một số nhà hàng khách sạn, đặc biệt ở khu vào sân bay Tân Sơn Nhất ấy, cửa ngõ vào sân bay Tân Sơn Nhất. Và chúng kêu gọi sáng mùng 4 thì sẽ đốt phá một số nhà hàng khách sạn ở đó. Mà hình thức bọn chúng là dùng xăng. Mà hiện tại ấy, trên các trang mạng phản động ở hải ngoại và trong nước, bọn chúng kêu gọi mua xăng để dự phòng. Ngày hôm mùng 3 bọn chúng tham gia biểu tình sẽ có bom xăng, có xăng để ở trong ba lô này, một số dao găm với một số công cụ gây sát thương khác để chống lại cái việc mà các lực lượng chức năng gìn giữ cái việc giữ an ninh trật tự ở các khu vực địa bàn đó. Mà đặc biệt hơn đấy, những người dân mà không đồng tình ủng hộ cái cách đấu tranh gọi là xuống đường biểu tình bọn chúng thì chúng ta chỉ ở đi theo hoặc là đứng ở xa quay phim chụp ảnh, không nên vào đó, bởi vì chúng bắt được chúng sẽ trói lại và treo cái biểu ngữ mà chúng cầm đi biểu tình lên người, đồng thời bọn chúng sẽ buộc thêm cả xăng xiết vào người mà chúng bắt được ấy. Nếu mà có hành vi là bọn chúng gọi là gây kích động làm náo loạn cái đoàn biểu tình của bọn chúng sẽ dùng những người đó để khống chế và thậm chí dọa đốt những người đó. Nên chúng ta không nên tham gia vào cái việc theo chúng và đánh đập bọn chúng. Khi ở xa quay phim chụp ảnh, còn đâu thì lực lượng chức năng người ta sẽ có cách và có biện pháp xử lý. Đấy là những cái thông tin cơ bản cần thiết nhất về ngày mùng 2, mùng 3, mùng 4 tháng 9 tới.
Vâng, Dương Vi một lần nữa xin kính chào tất cả mọi người. Từ cái vụ ca sĩ Nguyễn Tín sâu chuối lại cái việc mà bọn chúng đang làm như hiện nay ấy, cùng với một số kẻ đang sống ở hải ngoại mang tiếng là vào Việt Nam du lịch, nhưng theo Dương Vi được biết trong số đó có một số là thành phần phản động mà chúng hay lên các trang mạng xã hội để rêu rao ủng hộ cái phong trào đấu tranh ở trong nước, bọn chúng đã về nước. Đặc biệt hơn ấy, những cái thành phần mà lên là khách mời lên các trang Facebook như Benny Trương, Tân Thái hay Rô Sơ Đào, những người đó không ra mặt bởi vì bọn chúng khẳng định rằng trước mùng 2 tháng 9 bọn chúng sẽ về nước. Mà những kẻ đó, có một số kẻ đã về nước và chúng đã thực hiện cái âm mưu này. Nên chúng ta cẩn thận đề phòng những kẻ ở hải ngoại nó về nước bằng hành vi, bằng hình thức gọi là du lịch. Vâng, Dương Vi xin kết thúc cái diễn đàn này ở đây và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong cái level sau. Xin kính chào tạm biệt tất cả mọi người nhé. Bye bye.